Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Mà như mọi người thấy, mình đang ở thị trấn cảng nhá. Đang ở thị trấn cảng và bây giờ đang di chuyển về phao đáy trên biển để qua dinh thự để gặp mấy anh em fan ở trong này nhá. Bé Lâm Game Minh này, xe cái gì về vodka kìa. Bữa đấy mà húp này. Ok, bạn Bé Lâm đang hỏi anh ơi, anh có bu ha không? Đùa chứ, anh có một trái mà, anh có một trái mà sáng nay nó xe sao em không có mua đấy. Trời ơi, sao nó xe mà không mua đó. Mọi người chả để ý check gì cả. Mọi người chơi thì mọi người phải chịu khó check. Trái Wuhan nó rất là rẻ, nó có hơn 1 triệu milli thôi à. Ở đây có hai thanh niên đang đánh nhau, một thanh niên là đang đánh trái mochi và bây giờ mình tham chiến anh em ạ. Tham chiến với cái thằng cu con này xem nó như nào anh em. Mấy anh em toàn bounty thấp và mình cũng bounty thấp thôi, nhưng chênh lệch nó không đáng kể đâu anh em ạ. Chênh lệch không đáng kể. Ấy da, không gian hả? Có một bạn trai không gian đấy, ấy đang hút cả hai thằng vào luôn kìa. Ui, giả tỏi không chúng ta nào cả. Y chà, y chà, y chà, sai bot à, sai bot này, sai bot này, sai bot này. Mấy anh em thì bao tí thấp mà ra đi, ra đi vui với bạn thôi. Úi rồi, thanh niên này là thanh niên XLP cái gì kìa, có 1 2 triệu 5 bao tí thôi, 2 triệu 5 bao tí thôi. XLP XVZ thứ gì gì đấy, VV hay VV anh đây thì đinh dồn game hàng bẩn thế. Đúng là đang đánh nhau mà ra đấy để đánh chuyện bình thường mà sao bẩn bẩn, ai biết là hai người đang gì làm gì đâu. Nào, ra cắn, trời ơi. Nào, ra đây VV lại nha, cho bạn này hết mõm đi nào. Ủa, quá 2 triệu mấy vào ti thôi mà cứ vậy nói nhiều làm cái gì, mình phải chấp nhận thôi, kể cả mình thế mình chết mình chấp nhận thôi. Đây đây đây, đeo cái khăn quàng đánh đi, chiến đấu đấy. Bạn trẻ băng, bạn Bé Lâm mới đứng đấy nó lại bảo là đánh lên đôi. Bây giờ Bé Lâm đang chạy đi nhé, chứ không phải là Bé Lâm đang đánh nhau nhé. Đấy, mình đang phải giám sát cái thằng này. Đấy, thằng này này thì sai bot đấy, sai bot này có 2 triệu mấy bao ti thôi. Đấy, chết lần thứ hai thì sẽ còn độ 8.683 bao ti. Chết rồi lại bỏ 2v1, đùa chứ. Cái thằng này nó có theo dõi trận đấu là xem Bé Lâm có đánh hay không đâu. Đủ má vậy đó anh em ạ. Hồi chơi mấy cái bạn gọi là tiếc bao ti như như thế này thì 2 triệu mấy có gì đâu mà tiếc, vào bình thường 2 triệu mấy thôi mà. Bạn ấy bảo mình có hải tặc thì thằng này nó chết mất, mình có hải tặc thì thằng này làm gì phải có cơ hội. Ai kệ đi, không chấp với nó đi. Ông mấy anh em lên tường thì không biết anh em còn lên không, nó tự tin quá, mấy thằng này nó tự tự tin quá anh em ạ. Voi này không cưỡi được nó để bảo nó lên này. Vào đi, trời ơi, vào đi, vào đi, vào đi. Mở đấy mà húp đã chuyển sang voi mammut rồi anh em ạ. Thật là bu ha ra đây làm gì vậy? Rip, rip 3 triệu 6 bao ti kìa, rip mà HH ha han cái gì kìa, 3 triệu 6 bao ti kìa. Vào mở đấy mà húp bảo mình có hải tặc cả. Ok, đợi tí tí nữa mình sẽ có hải tặc, có hải tặc xíu dưới 10 triệu một tí thì nó cũng là gì đâu, nó cứ xem nhau thôi, không chênh lệch mấy. Chênh lệch ở cái kỹ năng thôi anh em, chỉ chênh lệch ở kỹ năng thôi. Kỹ năng của mọi người hơn thì là win, còn kỹ năng kém thì là thua vậy thôi, chênh lệch nhau ở cái chỗ đó đó. Ai ra cái điện thoại của mình nó hết pin rồi. Rồi là đáng buồn cho những cái thanh niên mà chết lý do đi chấu này, này mệt lắm, chấp nhận thôi anh em ạ. Đi PB phải chấp nhận thôi, PB mà đòi win 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 thì nó ra 21 cái con khỉ gì không biết nữa. Rồi ok nha, có hải tặc đi anh Hoàng à. Ok, anh ấy có hải tặc mẹ đi.
ăn nhau vào ăn xe à? Đợi anh tí, anh có hải tặc đây. Đấy là mới kể nó đi. Hay một kể nó đi. Cái C1B. Ok, bảo anh bây giờ anh quả hải tặc anh ra anh thịt nó luôn này. Láo này. Này, thì láo này. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Khổ quá cơ. Cho nó ba ba luôn chứ anh bây giờ anh làm gì còn cái gì nữa. Mày hải quân thì tao sang hải tặc cho mày. Đang giao lưu với mấy anh em đây anh quanh nó vui lại nữa. Ừ thì sao đổi sang hải tặc thì sao tao lại đổi sang đổi sang hải quân thì tao lại đổi sang hải tặc. Bạn này mõm mà anh em ạ. À, mõm mà mõm mõm này ra gọi là tàn sát ở đây một tí tàn sát vui vẻ anh em ạ. À, toàn anh em bạn bè mình đánh bây giờ mình 30 triệu bao ti giờ săn thêm có được cái gì đâu, nó có được thêm đâu. Ừ, cái gì đây, cái gì 30 triệu bao ti nó cũng cũng khác đấy anh em ạ. Đây nó cũng rát hơn đấy anh em ạ. Đấy thanh niên đấy làm sao mà chạy được, chạy đi đâu. Ây da, bé lầm bé lầm. Trời trời trời. Để vui mấy anh em thôi chứ còn giờ tầm này nó full hết rồi mà được cái gì đâu, văn nghệ full thôi vui thôi. Bikini ai ra bikini Yano phải cái đấy bikini đấy chứ. Ủa sao hết hết thôi à, mỡ mua hút à, mỡ đấy mà hút à. Ấy này con voi, của voi nướng quay thòng lòng này anh em ạ, voi nướng bị giã quay thòng lòng này, voi nướng nè. Để mấy anh em bao tí thấp anh em, mấy anh em chơi rất là lâu rồi, quen hàng quen từ cái thời Hoàng mới làm YouTube đến giờ, cái bạn mới mới mua lâu lâu rồi mấy tháng rồi nhưng bạn này vẫn cứ loanh quanh chỉ tầm độ 2 mấy triệu bao tí thôi đấy, kiểu thế này, kiểu như không đi không đi săn bao tí, không biết đi săn bao tí chứ. Thời gian chơi của bạn ấy cũng có khá là nhiều đấy nhưng mà bạn ấy không biết đi săn một tí sao. Nên là bạn ấy vẫn loanh quanh ở cái mốc gọi là 2 triệu mấy thôi. Này kỳ B4 này, đuổi mấy anh em, mấy anh em bao tí thấp mà. Và đây giao lưu văn nghệ anh em thôi chứ không phải là bảo là mọi người bảo bắt nạt, nó hơi 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 ấy bởi vì 30 triệu bao tí mà. Mấy anh em bảo chuyển sang hải tặc, chuyển sang hải tặc đi thì chuyển sang thôi chứ không phải mình không thích. Bình thường mình đi săn mấy đánh nhau với mấy bạn bảo tí có cao cao tí nó cảm giác nó ổn hơn. Ngoài quá con voi này nó đang nhảy cao quá anh em ạ. Đấy, con voi mỗi lần nó nhảy nhảy rất cao, nhảy rất cao luôn. Cao này thì cao 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 này. Voi giã voi đấm mochi vào voi giã tỏi luôn. À, đâu rồi con voi đâu, à voi bị bắn vào cái V rồi, voi bị bắn vào V rồi. Voi thật sự là voi nó thực là rất là trâu. Kimochi 437 ẹt 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 bé Lâm nghe mình, bé Lâm dùng bố tổ à, bé Lâm dùng bố tổ à, được em PV được không, nói chung là thì ai mà PV cũng được thôi, khen khen xíu à hơn thằng kia. Quá sao bật bật PV lên làm chi vậy bé Lâm, đứng đây là chết đó bé Lâm game mình á, đứng đây là chết đấy, đấy đứng đây đâu có quỷ nó cắn cũng chết rồi, quả nó mổ nó chết mà. Thì cho anh bao thì nè, trời ơi anh không cần đâu, anh không cần đâu, ai cần cho bao ti đấy, đi săn bao ti mà 30 mà bao ti rồi,
Chủ nhật mấy giờ săn Leviathan à? Anh bắp. Anh sang hải quân, mấy em sang hải tặc nha. Sang hải quân cho nó còn có dai dai dẳng tí anh em ạ. Chứ sang hải tặc mấy bạn vào tí thấp ấy lắm. Mấy bạn vào tí thấp đánh tí chết à. Vì sự chênh lệch của 30 bounty với lại 10 m bounty trở xuống rất là nhiều. Thằng nào mạnh nhất ra đây gặp tao. Giơ kinh đập dragon à. Đi yo, đây là ai đây, đây là ai đây. Nói chung là dạo này cũng mấy hôm nay ngày nghỉ không đi săn bounty mấy anh em. Mấy bữa nay ngày nghỉ chỉ có đi săn Navy các thứ là nhiều, giúp đỡ anh em đi dai săn Navy rồi này nọ này, chứ không có đi săn bounty mấy. Nên là thỉnh thoảng thì giao lưu với mấy anh em thôi, cho anh em được rồi nói chuyện với anh em tí cho nó có những cái trải nghiệm tốt hơn. Thế lên thì đây bay lên trời rồi à, em hút 2 lần trong V đấy chắc là nó bay lên đấy. Đây là đúng rồi, chẳng nhẽ lại không bay đúng không, bay chứ. Về hút về là hay bị bay lên mà kiểu vậy đó. Yêu thương không đầm sâu thì bên nhau ta cố lên, hoa đã đem trai đua rồi thì cũng đen. Bay mau rồi anh đổi server, đổi server đi mọi người ạ. Chứ ở đây mấy bạn này với mấy cái bạn nhỏ này, mấy bạn đấy đánh nó không được ấy lắm, mấy bạn tập phẹ thôi mà, mấy bạn tập phẹ thôi. Anh em vào kênh anh em hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo từ những video sau nhé. Thật ra là mấy hôm nay nghỉ đi chơi các thứ không có thời gian làm cái video cho anh em xem, mà hầu như là cũng hẹn lịch mọi người rất là khó. Voi con voi voi ma mút tuyệt chiêu voi đi ma mút thì anh em biết tới cái lợi thế của nó, đi săn Levi rất là săn si rất là sướng. Đặc biệt là con voi voi ma mút một loại tộc cá nữa thì thôi rồi anh em ạ. Voi ma mút là tộc cá thì anh em đi săn si nó phải nói là mắc sướng mắc nhanh luôn, không mò chết, không mò chết đuối. Voi xuống nước cũng không biết bơi chết đuối mà. Sao đây, thằng kia nó bảo là thằng nào party cao nhất ra đây ạ. Coi coi để mình ra gặp nó anh em ạ. Đấy à, đâu đây là fan bắp mà không phải thằng kia thôi, cái thằng thích 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 The King of Dragon kìa, of Dragon kìa. Để em chuyển nó. Đúng rồi, đúng rồi. Một với một bạn ơi. Đừng tỉnh phạt, đã được ra ti để cho anh em nó chết cho nó nhanh lại. Quân 987 kinh. Anh quanh rồi, cái con của nợ này là anh khá là trâu anh em ạ. Phun mấy cái đồ vớ vẩn rồi, phun mấy đồ vớ vẩn rồi. Ngủ quá đi làm đêm, tranh thủ ra làm video cho anh em xem giải trí tí.
Fan về lắm, về mình hát John Game. John là dưới game đang vào game đó. Anh em có thích xem video mình đi cầm Mochi đi săn Terosat săn si không? Đấy. Mình sẽ làm một cái video solo với lại si các thứ. Mochi ra biển có chết không? Mochi khả năng biết chơi không chết được đâu anh em ạ. Vào đã có phao ra biển thì nó đâu chết lắm. Ủa ghê quá, tôi thua bạn Phan Bắp TV 2 kìa. Bạn này mới mới đăng ký kênh của mình đấy, vừa hôm trước mình đi lấy team cho bạn ấy hai lần thì phải, hai lần lấy team cho bạn ấy rồi. Bạn này cũng rất là may mắn, sao được team mà được rồi, cố lên nhá. Bạn chịu một tí nó anh thả đau lắm. Quên đặt lại nhân vật thôi, đặt lại nhân vật thôi nào. Thời gian của mình không còn nhiều nữa, có một tí hơn mấy chục phút buổi trưa thôi, mấy chục phút buổi trưa thôi. Thì kia 30 tương lai một đêm mà hút là 30 mét tương lai biển lâm. Mấy anh em tận sang hải quân hết rồi, không ai chơi nữa rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải đổi server thôi nhé, đổi server thôi để tao đi ở ngoài tí, ra đi ở ngoài một tí. Giao lưu ở ngoài xem là có được cái gì không nào, toàn bao tí thấp thôi anh em ạ. Lang thang ban ngày toàn bao tí thấp thôi, không có bao tí cao đâu anh em ơi. Mấy anh em bao tí cao chắc là bận học, bận học làm sao đâu. I skin you be you can v 4 bao thì em ra nó hiểu cái gì luôn, tiếng Anh có biết đâu, đọc thì cứ đọc thôi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi, nó dùng băng đấy anh em ạ, dùng băng đấy, dùng băng đấy mày này, dùng băng này. Tất nhiên là, tất nhiên 3,4 triệu một tí, tưởng là ai cơ, quá rồi. Bro no sky cam. Ủa, chưa chơi băng bắt không bắt nữa, không cho tôi, không cho tôi bay thì tôi làm sao mà tôi chơi được. Trời ơi, ông cũng chế để ông đánh tôi chơi, vì nó do kỹ năng của mình thôi nha mấy khi bạn ơi. No sky, bạn bạn chơi khôn thế, không bay không nhảy lên làm sao mà chơi được, khôn giấy. Thế băng mẹ nó V4 lên bật 30m bao ti vẫn chết bình thường nha em nhá. 30m bao ti này, mình chạy vào đây phát đó. Đấy, khôn lắm. Nhưng mình nhảy đúng lúc anh em ạ. Mày láo, láo, láo đấy. I can draw một, I can draw một, I can draw one, I can draw one. No sky come, bro. No 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 no, đừng có mong anh không bay. Trời ơi, vậy là chú không may đi BBB mà cấm người ta làm theo ý mình, làm sao mà chơi được trời ơi. Vậy thôi, không bao nhiêu mà không thấy đây nha mọi người, bao nhiêu mà không thấy đây. Có lẽ là video của mình cũng sắp sửa kết thúc rồi anh em ạ. Chứ đi trưa ít anh em chơi quá, mà hôm nay là ngày học rồi, trưa ít người chơi quá. Hôm nay là ngày anh em học, không có người chơi mấy. Rồi, 3-3 rồi đó.
trời 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 trời, thiên nhiên nào đấy, lại thiên nhiên nào ngao ngao đấy. Rip break đấy. Rip break đấy. Rip này, rip này, để đi đâu. Nhìn đây, nhìn bột hỏa tiễn chưa, nhìn thấy bột hỏa tiễn chưa. Thôi có lẽ mình dừng video đây nhé mọi người nhé. Chào và hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye bye mọi người.